Theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội, hơn 1.300 bộ quần áo bảo hộ y tế này là hàng giả. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ người phụ nữ này đã mua các dụng cụ bảo hộ y tế gồm khẩu trang, quần áo, kính, giày từ một đối tượng rồi chỉ đạo nhân viên trong công ty đóng gói và dán nhãn các đơn vị sản xuất khác đã được cơ quan y tế cấp phép. Em làm trong cái ngành thì em biết là mình không thể bán hàng giả được trong cái mùa này. Thế nhưng mà tự nhiên vào trong cái tình trạng này là buộc em tự nhiên em bị là buộc tội là hàng giả. Nhưng em hoàn toàn là em mua của người ta về, người ta bảo em đặt đây là hàng chuẩn của công ty thì em đóng thôi. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Vì đã từng có lô hàng được công ty này bán đi, bị trung tâm y tế huyện Quốc Oai trả lại vì nghi ngờ doanh nghiệp đã phân phối đồ bảo hộ y tế giả. Vậy nhưng hành vi làm giả vẫn tiếp tục tái diễn và bị cơ quan công an bắt quả tang trong sáng ngày hôm qua. Thấy hậu quả này là rất là lớn. Vì thứ nhất là nó không đảm bảo được cái nguồn gốc xuất xứ. Thứ hai là đảm bảo được những cái về an toàn, độ an toàn. Thực ra cái này tôi không nhận thức được. Tôi nghĩ đấy là chuyện bình thường. Đây là tôi khai thật với các cán bộ và các anh như vậy. Hiện nay những bộ trang phục bảo hộ y tế chuyên dụng như thế này chỉ được sử dụng cho các y bác sĩ và các cán bộ tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Việc làm giả những bộ quần áo bảo hộ y tế kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch, gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Xét thấy tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, trục lợi trong bối cảnh cả nước và nhân dân đang gồng mình chống dịch, Công an Hà Nội xác định đây là vụ án trọng điểm để điều tra, đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Công an đã khen thưởng cơ quan công an điều tra phát hiện vụ án này.